Sơn Thành Đạt Trần, em xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Hôm nay thì bên em chính thức lên sóng test riêng và quay riêng cho các bác ở một cặp loa kịch độc luôn. Cặp loa này thì có thể nói là số lượng những anh em sở hữu tại Việt Nam có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Một cặp loa cho chất âm vô cùng hay, ấn tượng cũng như là nó không có nhiều trên thị trường. Một cặp loa phòng thu đến từ đất nước Canada, cặp Studio Lab các bác nhé. Thiết kế rất đẹp, hầm hố và ấn tượng, và một cái thiết kế khá là khác lạ với những cái dòng loa thông thường. Và cái vóc dáng của nó cũng rất là ấn tượng luôn. Cặp này thì cao 79, rộng 45 và sâu 43 luôn. Rộng 45 và sâu 43. Thiết kế với thùng vỏ gỗ sồi vàng và hình thức thì rất đẹp với những cái đường vân gỗ nổi khối. Đấy, cặp này thì vừa to ngang vừa sâu để cho cái chất tiếng rất tuyệt vời. Cấu hình mỗi thùng loa của nó thì sẽ có hai loa bass 25, hai loa bass với đường kính 25, sử dụng màng carbon đặc trưng của sử dụng màng trong suốt, màng nhựa đặc trưng của dòng Canada. Đây, kể cả loa bass, một loa chung giấy và hai loa chép các bác nhé. Hai loa chép đo. Chép đo này là chép đo của Philips được sản xuất tại Bỉ. Toàn bộ cái dòng loa Canada nói chung và dòng Studio Lab nói riêng, họ sử dụng cái ốc vít chuyên dụng của họ, cái ốc vít vuông. Phải có những cái dụng cụ chuyên nghiệp thì mới có thể tháo được cái ốc vít này. Tiếng loa còn rất đẹp. Tiếng loa còn rất đẹp. Rốn là rốn vải nỉ, còn gân là gân mút. Model là Studio Lab. Cặp này thì có cái cầu chì bảo vệ Made in Canada đây, có hai chế độ nghe AB. Hình thức thì đẹp, tiếng loa đẹp xuất sắc, vô cùng là bắt mắt. Cặp này thì chơi đa năng luôn. Hai bát ở đây là hai bát điện, hai bát thật, không phải bát cộng hưởng các bác nhé. Mỗi thùng hai bát, một chung, hai tép, tiếng vô cùng ấn tượng. Thùng vách góc cạnh đây đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Căng mọng thùng vách góc cạnh này, nét căng phía sau thùng hậu đây còn rất là mới. Đấy. Vỏ gỗ sồi vàng rất đẹp. Ê căng của em nó đây, ê căng thì khung lưới nhựa và khung của nó thì là khung gỗ. Đấy, khung gỗ zin rất đẹp. Cặp này các bác chơi đa thể loại nhạc luôn, nhạc vàng, nhạc trẻ. Tiếng của nó mềm mại, sâu lắng và ngọt ngào và trầm ấm. Nghe cối cũng được, nghe nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc xưa, nghe remix karaoke cũng đều rất ok luôn. Kích thước cao 79, rộng 45 và sâu 43. Và cặp này thì có mức giá bán 18.500.000 đồng, các bác chơi không bị đụng hàng. Và rẻ hơn những cặp loa Nhật, loa Mỹ mà các bác chơi không bị đụng hàng. Tiếng rất ấn tượng. Bát nó đánh mạnh như bom luôn, tuy nhiên bát mạnh mà tiếng của nó mềm. Tiếng của nó mềm, nó sâu, và tiếng nó mềm, nó sâu các bác nhé. Nó không bị chói gắt. Các bác chúng ta cùng đeo tai phone vào để chúng ta nghe. Qua thì loại nhạc có lời cho các bác chúng ta cùng thưởng thức. 18.500.000 đồng trong cặp loa đẹp xuất sắc, các bác chơi nó không bị đụng hàng. Các bác chơi nó không bị đụng hàng các bác nhé. Trước thì em cũng có bán mấy cặp Canada rồi, và cái dòng Studio Lab này có thể nói là nội này có lẽ chỉ có shop em phân phối và nhập được cái dòng loa này.
tiếng của nó rất tốt, và các bác nào đã từng chơi thì chúng ta có lẽ sẽ ấn tượng khó phai. Chép của Philip nó đánh thì thôi rồi, vào 2 bát, mỗi thùng 2 bát 25, tổng cộng là 4 bát. Bóp chết những cái cặp loa Nhật Mỹ cùng tầm tiền. Ngày xưa tôi có yêu một người, chuyện tình thương ấy mơ mộng nhất trên đời. Tuổi nàng vừa tròn đôi tám, còn tôi vừa lên đôi chín. Hai gia đình cùng chung một niềm. Nàng yêu hoa tím tôi chua. Dòng loa kiểm âm, dòng loa phòng thu nổi tiếng của hãng. Các bác chúng ta cùng nghe cái nhạc tiết tấu chậm thể hiện trên cặp loa này, và cặp loa có mức giá bán là 18.500.000 đồng. Shop em ở tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship, thưa các bác. Trương Vũ xin kính chào quý khán giả và các fan. Dạ, các fan và đặc biệt các quý vị khán giả của trung tâm. Bài hát được mang tên Nhớ Người.
Người Yêu sáng tác của Hoàng Hoa và Thảo Trang. Nhiều đêm thất tròn nhớ thương em, nhớ quá làm sao biết ngó tìm. Trường Vũ và ca sĩ Như Quỳnh thể hiện rất là chân thật luôn, đúng chuẩn phòng thu. Bây giờ em sẽ chuyển qua một cái ca khúc nhạc mới một chút thì các bạn sẽ cảm nhận. Và sau ca khúc này thì em cũng xin được kết thúc video clip này tại đây. Thời gian hôm nay cũng không có nhiều. Có loa Studio Lab của Canada có mức giá bán 18.500.000 đồng thưa các bác. À, bác nào có nhu cầu có thể alo trực tiếp cho em đặt trần. Xin chào và xin hẹn gặp lại.